đã sau 3 ngày đi cả nhà, nó trắng lên rất là đều luôn sau khi mà Trinh làm bằng cái vải bọt biển, hay còn gọi là cái vải xốp như này ấy. Đây này, cái vải xốp này nó giữ ẩm rất là tốt cả nhà. Và Trinh thấy là Trinh chỉ nhấc lên thôi là cái giá nó muốn rớt ra rồi, mình không cần phải gỡ ra vất vả đâu cả nhà, và hầu như là không phải giặt khăn luôn. Đây là một cái cách mà mình làm giá đỗ mà không phải tưới mà cũng không phải giặt khăn luôn cả nhà. Trinh xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với bếp của Trinh Trần trong kênh Trinh Trần Cuộc Sống Ở Đức. Hôm nay thì Trinh rất vui được gặp lại mọi người trong chuyên mục làm giá đỗ. Rất là nhiều ông bà, cô chú, anh chị và các bạn rất là thích những cái video mà làm giá đỗ của Trinh ấy. Thì hôm nay Trinh sẽ có tiếp tục hướng dẫn mọi người, đồng hành của mọi người trong cái thời gian này để mình tiếp tục làm những cái phương pháp làm giá để mà phù hợp với mọi người, mọi nhà nhé. Ở đây Trinh có một tô nước ấm rồi cả nhà, và Trinh có cái bịch đậu xanh này. Đó, bây giờ thì Trinh lấy khoảng một lạng cái đỗ xanh này thôi cả nhà để mình làm giá nhé. Quá trình mà mình lựa và xử lý cái hạt đậu ấy cũng rất là quan trọng. Khi những cái hạt lép nó sẽ nổi lên trên cái nước này thì là nó cũng là những cái hạt lép nó sẽ không phát triển được, mình cũng sẽ loại ngay từ đầu để cho cái giá của mình lên nó sẽ không bị hỏng nhé cả nhà nhá. Thì Trinh sẽ ngâm cái đậu xanh này ở trong nước ấm trong vòng 8 tiếng nhé cả nhà nhá. Và Trinh sẽ gặp lại mọi người sau 8 tiếng nữa nhá. Cả nhà ơi, đây là cái đậu xanh ấy mà Trinh đã ngâm sau 8 tiếng ấy. Thì là bây giờ Trinh đã rửa sạch đậu rồi và nhặt đi những cái hạt mà nó bị bể ấy như thế này này. Đây mình sẽ cố gắng nhặt những cái hạt bị bể như thế này, bởi vì nó sẽ không không nảy mầm được nhá cả nhà nhá. Hôm nay Trinh sẽ thử làm giá đỗ bằng cách đó là làm giá đỗ bằng chậu nhựa một cách rất là đơn giản. Hầu như là trong bếp của nhà ai cũng có chậu nhựa phải không ạ? Thì đấy là một cái vận dụng mà thân thuộc nhất mà trong trong bếp của mỗi gia đình. Cho nên là nếu như mà kênh làm giá đỗ mà bằng khay chuyên dụng hoặc là bằng những cái phương pháp không cần tưới nước ấy, thì là ở nhiều cái video khác hay kể cả những cái video mà Trinh có chia sẻ ấy, thì là cũng cần có những cái rổ nó hơi đặc biệt một chút để mình làm cái giá đỗ không cần tưới nước. Nhưng mà là trong cái mùa dịch thì không phải ai cũng mua được dễ dàng, nhà ai cũng có chậu nhựa phải không ạ? Cho nên là Trinh sẽ hôm nay sẽ thử làm giá đỗ bằng một cái chậu nhựa rất là đơn giản ở trong bếp nhà mình thôi cả nhà. Ở đây thì Trinh có một miếng vải xốp, Trinh đã nhúng cái miếng vải này nó ẩm rồi cả nhà. Đó, không độ ẩm như thế nào là đủ. Độ ẩm đó là khi mình nhúng, mình sờ tay vào thì nó thấy ướt. Nhưng khi mà mình nhấc cái khăn lên ấy, thì nó không nhỏ nước ròng ròng như vậy là được cả nhà. Đó, bây giờ thì Trinh sẽ đổ cái đậu mà Trinh ngâm á được 8 tiếng vào trong cái chậu này nhá. Và Trinh dàn đều ra cả nhà ơi, cố gắng để nó ở trong cái khăn này thôi. Và cái bước tiếp theo đơn giản nữa là Trinh có một cái miếng thứ hai, cái miếng vải xốp hay còn gọi là vải bọt biển. Đó, cái này có thể dùng, cái vải này rất là dễ ấy, cả nhà, dễ mua lắm. Đó, còn kể cả không có cái vải bọt biển này thì mình hoàn toàn có thể thay bằng cái vải bình thường. Nhưng mà Trinh muốn thử nghiệm bằng cái vải bọt biển này để mình đỡ phải cái công giặt khăn ấy cả nhà. Và cái bọt biển này thì có thể là cái miếng nó giữ được nước và nó sẽ dễ giặt và cái nó sẽ ít dễ hơn cả nhà. Đó, Trinh kiểm tra cái chậu bên trong cái nước ấy nó vừa cả nhà, nó chỉ còn một chút ở đây thôi. Nếu như mà cả nhà muốn nó ẩm một chút ấy thì có thể đổ thêm một tí hoặc là vẩy thêm phun một tí nước vào đây thôi. Nhưng mà Trinh thấy là nước ở cái bọt này nó vừa rồi cả nhà, cho nên Trinh không có đổ nữa. Đó, bây giờ thì sau khi mà đậy cái đĩa lên ấy thì Trinh sẽ kiếm một cái vung, hoặc là mọi người có thể kiếm một cái nắp
bình thường, hoặc là kể cả không có thì mọi người có thể tìm cái túi ni lông đen hoặc là những cái gì mà kín ấy để mình đậy cái chậu này của mình vào này cả nhà. Còn tối nữa thì một là phủ bịch ni lông đen, hay là Trinh phủ một cái khăn lên như này, Trinh phủ kín như này, sau đó Trinh để ở một cái góc nhà thế thôi, và Trinh cũng sẽ không mở ra, không tưới nước, không làm gì cả. Trinh sẽ hẹn gặp lại mọi người sau 3 ngày nữa nhé. Wow cả nhà ơi, sau hôm nay là ngày thứ ba, ngày thứ ba rưỡi rồi cả nhà, tức là qua 4 đêm 3 ngày đó cả nhà. Thì là cái giá đỗ của Trinh á bắt đầu nó kênh lên rồi. Cái lọ nặng nặng này này Trinh đậy lên ấy thì nó đã nghiêng sang một bên và nó đẩy cái nắp vung nồi ấy nổi lên rồi cả nhà. Đó, cho nên nó sẽ bị xẹp một một bên này này cao, cái này bên này thấp này cả nhà. Đó. Đây cái miếng, đây là miếng bọt biển đấy cả nhà, hoặc là còn gọi là cái vải xốp ấy, nó cũng là ẩm ẩm đấy cả nhà. Đây là cái giá đậu xanh của Trinh ấy cả nhà, sau 3 ngày đấy cả nhà ơi, vì nó sẽ lên không đều này cả nhà, bởi vì rằng cái đồ mà Trinh chặn ấy nó bị lệch sang một bên, cho nên ra là nó không được lên đều, có chỗ nó bị lõm vô cả nhà. Đó, trời ơi, cả nhà nhìn này, cái miếng xốp mà Trinh Trinh nhấc lên này. Wow, đã chưa? Đã chưa cả nhà ơi? Đó, cái miếng xốp Trinh nhấc lên là hầu như không thấy có rễ mấy cả nhà. Nó chỉ có vài cái rễ ở đây thôi. Đó. Wow, đã chưa? Giá lên trắng lắm cả nhà. Rất là trắng luôn. Đó. Rất là trắng luôn. À, bây giờ Trinh sẽ gỡ ra nhé cả nhà nhá. Cả nhà nhìn này. Nó thành như thế này luôn. Nó sẽ thành như thế này luôn, mê chưa? Nhấc lên một cái là nó thành luôn như thế này này. Nó thành luôn như thế này. Nhìn mê gì đâu á. Thì hôm nay là cái giá sau 3 ngày đấy cả nhà. Lên rất là đều luôn. Sau khi mà Trinh làm bằng cái vải bọt biển, hay còn gọi là cái vải xốp như này ấy. Đây này, cái vải xốp này nó giữ ẩm rất là tốt cả nhà, và Trinh thấy là Trinh chỉ nhấc lên thôi là cái giá nó muốn rớt ra rồi, mình không cần phải gỡ ra vất vả đâu cả nhà, và hầu như là không phải giặt khăn luôn. Đây là một cái cách mà mình làm giá đỗ mà không phải tưới mà cũng không phải giặt khăn luôn cả nhà. Đó, giá lên rất là thích luôn cả nhà ơi, mọi người nhìn này, đã chưa? Đây là cái ánh sáng tự nhiên nhé cả nhà nhá, đây là cái ánh sáng tự nhiên nhá. Đây, Trinh nhấc lên này mọi người này. Nhìn đã không? Wow. Mình không phải giặt khăn đâu. Nhìn mê quá cả nhà ơi. Mê gì đâu ấy. Đây cả nhà nhìn này. Wow. Nguyên một cái khăn là đầy luôn. Đó, nở ra như một con nhím luôn cả nhà. Nở ra đúng như một con nhím. Trinh gỡ ra này cả nhà. Wow, mê chưa? Dễ thương quá. Đó, giờ Trinh sẽ gỡ ra này. Rất là dễ luôn đấy. Đó, mình chỉ cần nhấc gỡ nhẹ ra cái là nó ra luôn này. Đó, gỡ nhẹ ra là ra luôn này. Đó. Lọ mà Trinh đậy ấy, nó bị nghiêng sang một bên đấy cả nhà. Nên chỉ một bên là nó mập và một bên là nó ốm ấy. Nhưng mà giá lên rất là trắng, rất là thích luôn cả nhà. Ôi mê quá. Gỡ ra rất là dễ luôn. Đây chỉ cần gỡ nhẹ ra là ra liền à. Đây, ra liền. Đây cả nhà nhìn này. Rất là thích luôn. Gỡ nhẹ một phát. Làm bằng giá bằng cái đậu xanh này và bằng cái miếng vải xốp ấy, rất là tốt luôn cả nhà. Đó, lên đầy luôn. Trinh chỉ sử dụng một lạng giá thôi và đã làm được một đầy đĩa, một đĩa đầy như này rồi cả nhà. Wow, đã chưa cả nhà ơi? Nhìn cái đĩa giá này, cả nhà nhìn là Trinh mới gỡ rất là dễ dàng luôn. Và bây giờ Trinh chỉ cần đẩy nhẹ thôi là cái khăn này, là những cái rễ còn lại là nó rụng ra rất nhanh. Thì đó, Trinh nhận cho vào trong chậu nước Trinh vò sạch ấy là nó ra liền à. Đấy, Trinh chỉ cậy ra như thế này là đã hết luôn. Đó, cho nên là mình làm giá mà bằng cái vải xốp hoặc là bằng cái vải bọt biển rất là dễ luôn cả nhà. Chỉ vài cái
dễ như thế này thôi, mình chỉ cần vê như thế này thôi là tự nó đứt rồi cả nhà. Wow. Nhìn đĩa giá trắng tinh, ngon quá cả nhà ơi. Bây giờ thì Trinh sẽ mang ra xào thịt bò thôi cả nhà. Hoặc là nhúng lẩu này, ăn phở cũng rất là ngon, ăn bún bò cũng là ngon lắm. Đây, nhìn đã lắm cả nhà. Trinh cảm ơn mọi người đã xem video đến đây nhé. Mọi người nhớ like, chia sẻ và đăng ký để nhận được những cái thông báo sớm nhất khi Trinh ra những cái video hay hơn, hấp dẫn hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt mọi người, mình là Trinh. Cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.